chờ đó. Cái này tôi phải nghe một nó hồi. Cái này có nước gì vậy? Sắp vô mùa hè đó nha, gao bây giờ lên rồi nè. Gao găm ở nhà trong. Cảm ơn sống con này bao giờ chưa Tuần? Hả? Cảm ơn sống con này bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Mấy con này cắt mình rửa thôi, bỏ dầm đây, cắt bỏ mình mỏ ra mà. Ừ, rửa xương xương, nó bị phối, không. Con này thì phải dầm chút này. Đây là gao mồng tơi. Mua ở chợ về xong cái mình ăn cái lá, mình lấy cái gốc nó mình cầm đi nha. Salad lên rồi nè. Chứ to. Gà dập cá. Hành lá. Quế. Xả. Đây là bạc hà. Con này không ngon chết. Thử. Mà con này không chết. Chết sống. Hả? Đây kêu đây. Sườn này nó ấp sẵn rồi, mình về mình nướng này. Cái này mua ở trong Costco. Nướng kêu ấp Mỹ rồi. Đó. Cũng vừa ăn, cũng hợp khẩu vị với người châu Á mà. Ở Costco nó bán mấy cái gà nó cũng ấp sẵn, mình mua về mình nướng nó lại á. Có cầu ớt. Nè, thời tiết nó hay bị gió. Chiều cuối tuần của ngày lễ mà môi đây quyết kèm mà trời tiết đây lạnh quá. Ăn nhậu hả? Ăn nhậu nè.
sao à? Bạn đi làm á. Đây là đồ khô bia nghe nha. Đầu này phơi. Người ta cho mình đem về mình xài. Mùi xong gác ráp xuống này nè. À. Yeah. Này dám kiện thở đắp rồi đó. Cuộc sống của người Việt cuối tuần xong lễ ăn thịt nướng đó nha. Đây thịt nướng Costco nướng làm cũng vừa ăn lắm. À phải ầm nha. Trời ơi. Có kìa, có tốn mây kìa. Làm gì vậy? Đớt đi. Lật xa đây mà tôi rồi kìa. Không được. Trời ơi. Nhà em có gia đình đã tiệc mua miếng này về dục vô bếp nướng. Không có còn thùng nữa. Nó còn thùng nữa. Trò này không biết ngoài cái nướng mới còn làm kiểu gì. Hả? Trò này tháp luôn. Đây cái đó mở nắp rồi. Đây cái bên đây nè. Đây nè, cái đó mở. Sắp khéo khéo đừng cho chảy nước trong bếp. Chảy nước trong bếp nó bao một cái bếp. Cho chảy nước trên đây đỡ. Rồi gạo gam mới tiêu chanh. Thử miếng đây nha. Cát cát thì có rồi. Cát thì có rồi. Cái chua ngọt ngọt, cay cay, gạo gam. Đó. Thầy dâu ấy nha. Ốc đang mấy Việt Nam mình kêu bằng ốc gì không biết. Ốc nướng nó kêu ốc gì hả? Kìa rồi. Ốc đây rồi. Bế cho pháp rồi. Cái này nó gấp cái này xuống. Còn gấp mình đôi thôi. Quá. Cảnh tốt. Ok, ok. Bước kêu lên. Đông lạnh ghê lên. Có bia nghe nha. Đây. Chị gớt xong vô cái này. À. That's it. All right, that's butt light.